Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô xin hân hạnh giới thiệu quý khách hàng máy hút thổi ngô. Nếu quý khách đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả để vận chuyển hạt ngô và các loại hạt khác trong ngành nông nghiệp, thì máy hút thổi ngô là một lựa chọn tuyệt vời. Với khả năng hút sạch các loại hạt, máy hút thổi ngô giúp tiết kiệm chi phí vận hành và dễ dàng di chuyển. Máy hút thổi ngô được trang bị động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng, giúp giảm thiểu chi phí vận hành. Thiết kế gọn và dễ dàng di chuyển cũng là một trong những ưu điểm của máy. Ngoài ra, máy còn được phủ lớp chống mòn, tăng độ bền và tuổi thọ của sản phẩm. Đội ngũ kỹ sư tay nghề cao của chúng tôi cùng sự đầu tư vào thiết bị sản xuất công nghệ tiên tiến luôn đảm bảo cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và chính sách giá cả hợp lý. Với những tính năng và ưu điểm trên, máy hút thổi ngô đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đất nước. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của quý khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của quý khách hàng để phục vụ tốt hơn. Công ty xin gửi đến quý khách hàng lời cảm ơn chân thành và mong muốn tiếp tục được hợp tác và phục vụ quý khách hàng trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm hút thổi và cân định lượng, bao gồm hệ thống cần cầu vít tải hút thổi các loại nguyên liệu như xi măng, cho bay và hút các loại nông sản như ngô, bã nành, thức ăn. Đây là một giải pháp hoàn hảo cho các nhà máy xi măng và lò hơi, giúp tăng hiệu suất sản xuất và giảm chi phí vận hành. Hệ thống cân định lượng xi măng, cho bay, nông sản giúp đo lường chính xác lượng nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Điều này giúp tăng hiệu suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Máy hút thổi nguyên liệu rời là một giải pháp tiện lợi cho việc vận chuyển các loại nguyên liệu như chấu, lúa, ngô, cà phê, tiêu, mùn cưa, nhựa và bột đá. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp máy hút xả bụi cho các nhà máy. Các máy hút thổi này được thiết kế để hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí.